Phật tử, âm thanh của Như Lai cũng lại như thế, chẳng có chủ, chẳng tạo tác, chẳng có phân biệt, chẳng vào chẳng ra, do từ sức pháp công đức của Như Lai sinh ra bốn thứ âm thanh rộng lớn những gì là bốn một là các vị nên biết tất cả các hành đều là khổ đó là khổ địa ngục khổ súc sinh khổ ngạ quỷ khổ không phước đức khổ chấp cái ta và của ta khổ làm các hạnh ác muốn sinh về cõi trời người nên trồng căn lành sinh trong trời người lìa nơi các nạn chúng sinh nghe rồi xả lìa điên đảo tu các hạnh lành lìa khỏi nơi các nạn sinh về cõi trời người hai là các vị nên biết tất cả các hạnh các khổ thiêu đốt như hòn sắt nóng các hành vô thường là pháp diệt mất niết bàn tịch tĩnh vô vi an lạc xa lìa thiêu đốt tiêu các nhiệt não chúng sinh nghe rồi siêng tu pháp lành nơi thanh văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn ba là các vị nên biết bậc thanh văn thừa do người khác mà được ngộ hiểu trí huệ hẹp kém lại có thừa cao hơn gọi là độc giác thừa chẳng do thầy mà tự ngộ các vị nên học người ưa thích đạo thù thắng nghe lời đó rồi xả bỏ đạo thanh văn tu độc giác thừa bốn là các vị nên biết vượt qua bậc nhị thừa lại có đạo thủ thắng gọi là đại thừa bồ tát tu hành thuận sáu ba la mật chẳng dứt bồ tát hạnh chẳng xả bỏ tâm bồ đề nơi vô lượng sinh tử mà chẳng nhàm chán vượt qua nhị thừa gọi là đại thừa đệ nhất thừa thắng thừa tối thắng thừa thượng thừa vô thượng thừa thừa lợi ích tất cả chúng sinh nếu có chúng sinh tin hiểu rộng lớn các căn dũng mãnh lanh lợi xưa đã trồng căn lành nhờ phước lực của các như lai gia trì có thể nguyện thù thắng mong cầu quả phật nghe lời đó rồi phát bồ đề tâm phật tử âm thanh như lai chẳng từ thân ra chẳng từ tâm ra mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh phật tử đó là tướng âm thanh thứ nhất của như lai các đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử ví như tiếng vang do trong hang núi và âm thanh khởi lên không có hình trạng không thể thấy được cũng không có sự phân biệt mà hay tùy theo tất cả tiếng nói âm thanh như lai cũng lại như thế không có hình trạng không thể thấy được chẳng có phương sở chẳng phải không có phương sở nhưng tùy theo nhân duyên mong muốn hiểu biết của chúng sinh mà phát ra tánh của âm thanh rốt ráo không lời không chỉ bày không thể tuyên nói phật tử đó là tướng âm thanh thứ hai của như lai các đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử ví như chư thiên có chống pháp lớn gọi là giác ngộ nếu lúc chư thiên tử hành phóng giật thì ở trong hư không vang ra âm thanh nói các ông nên biết tất cả dục lạc đều là vô thường hư vọng điên đảo trong khoảnh khắc sẽ biến hoại chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến các ông chớ phóng giật nếu phóng giật thì sẽ đọa vào các cõi ác sau hối hận không kịp nữa chư thiên phóng giật nghe tiếng đó rồi sinh tâm lo sợ xả bỏ hết thảy dục lạc trong cung điện của mình đến chỗ thiên chủ cầu pháp hành đạo